Hello, ngày mới cả nhà nha. Lâu lâu rồi lên để chia sẻ là chuyện mấy con nhím với cả nhà. Chuyện vui, chuyện buồn, chuyện nuôi có dễ hay không ha. Để có những trục trặc kỹ thuật hay gì đó hay không ha cả nhà ha. Cho nên là để cho cả nhà xem để biết để sau này để có nuôi thì sẽ như thế nào. Coi nuôi con nhím nó có dễ hay không nha cả nhà. Và đây ạ. Đây. Tác nhân của nó đây, đây là con nhím cái là nhà mình vừa mới tách con thì mình bỏ chung với ghép lại với một cặp khác để thành một được hai cái. Mà con này nó mấy con kia là ăn hiếp nó đánh nhau này, đây bà con xem rụng hết lông luôn này. Mà cái đầu này là chảy hết cả mũi ra. À, bà con xem thấy chưa? Đấy. Đây nhiều con thì mình ghép cũng đâu phải là chuyện dễ dàng đúng không cả nhà. Nhiều khi mình ghép có những con mà nó có thể phá cái lồng này, nó đi ra rồi đánh nhau đến lúc mà nó ngủm luôn là mình cũng chẳng biết. Tại vì nhiều khi ban đêm ban hôm mình cũng có ở đây đâu. Cho nên là nhiều cái là nuôi con nhím thì cũng có nhiều cái là trục trặc kỹ thuật vậy ha.